Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của Ngọc Diệu nha. Sẽ có một số hoa giấy tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi, chào Diệu. Em chào anh Thái ạ. À. Rồi em mến chào cô chú anh chị đến với kênh Pháp Thái TV ạ. À. Thì hôm nay cũng trở lại nhà vườn em. Em có một số mã giấy dùm đủ màu sắc ạ. Dùm có tím bướm, mã lai, 5 màu Mỹ. Và cuối clip thì em xin giao lưu 3 cây nho thân gỗ ạ. À. Thì số điện thoại của liên hệ của nhà vườn em là 0396137709 và đó cũng là số Zalo của em ạ. Và em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ những clip giấy và cũng như ủng hộ clip trang về vườn của em ha. Thì hôm nay em lên một mã số về giấy ha. Thì để không mất thời gian của cô chú anh chị thì em xin vô cây số 1 ạ. Cây tím Pháp, tím chuồng anh chị. Cây tím Pháp. Cây phơm tàn rất là to. Cây phơm tàn lớn nha cô chú anh chị. Gốc sạch sẽ luôn, gốc bonsai luôn. Mã số 1 tổng chiều cao là 1m15. Tổng tán ngang em đo cho mình là 1m05. Cây hoành em đo vị trí này là 27 ạ. Đế già sạch ha. Đế già sạch ạ. Sổ đế là 27 ạ. Thì dưới đây đế còn sâu về mình hai chậu mình đôn đế lên giúp em ha. Cây thì cô chú anh chị xem đây, hai tay em mới củ đế là không giáp luôn á. Đế sạch không tì vết luôn. Thì mã số 1 này em xin giao lưu là 850.000, là giá này là giá em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình ạ. À. Đặc biệt cây này size lớn nha quý anh chị em. Tiếp theo mã số 2 ạ. À. Cũng là một cây tím chuông luôn ạ. À. Cây này thì đang ra búp đó cô chú anh chị. Tầm khoảng 5 ngày nữa là nó ra tính cây luôn á. Rồi mã số 2 có chiều cao là 1m05. Tổng tán nghe em đã hạo cho mình là 1m05 luôn ạ. À. Phong tàn đặc dày luôn chị. Cây có hoành là 29 ạ. À. Hồi rất là to. Tàn rất là lớn, cây này thì rất là lớn nha cô chú anh chị, thì tiệm phí ship cũng rất là cao. Thì giá em báo trên like là giá bao ship tặng nhà cho mình luôn ạ. À. Mã số 2 cũng xin giao lưu là 850.000 ạ. À. Mã số 3. Tiếp theo mã số 3 ạ. À. Vẫn là tím chuông, tím Pháp. Cũng là một cây tím chuông ạ. À. À, mã số 3 có tổng chiều cao là 1m3. Tổng tán ngang em đo cho mình là 1m05. Màu hoa nó tím đậm rất là sáng luôn chị. Cây có hoành là 25,5, em tính 25 ạ. À. Thì đế cô chú anh chị xem thì đế sạch hết cô chú anh chị. Rồi mã số 3 em cũng xin giao lưu là 850k ạ. À. Thì giá em báo trên like là giá em bao ship tặng nhà cho mình hết nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 4 ạ. À. Cây tím Mã Lai. Cây tím Mã Lai còn gọi là Đại Phúc ạ. À. Chiều cao là 90. Tổng tán ngang là 90 luôn ạ. À. Cây có hoành là 15 ạ. À. Thì đế rất là sạch và già nghe cô chú anh chị. Đế thì này về còn sâu, về mình đun đế lên giúp em ha. Và mã số 4 em cũng xin giao lưu là 370k ạ. À. Tiếp theo mã số 5 ạ. À. Cũng là một cây tím Mã Lai ạ. À. Dòng này cánh hoa nó rất là to. Cánh hoa rất là to. Hoa nó cũng rất là bền nha cô chú anh chị. Chiều cao là 85. Tổng tán nghe em đo được cho mình là 90. Cây này một rễ ha cô chú anh chị. Rất là quái ha. Quái dạ, hoành là 15 ạ. À. Rồi mã số 5 em cũng xin giao lưu là 370k ạ. À. Tàn thì rất là tròn ha cô chú anh chị.
Mã số 6. Tiếp theo mã số 6 ạ. Cây hồng sập anh chị. Cây hồng sập. Trong một cốt hết cô chú anh chị. Không tàn thì rất là tròn. Rồi mã số 6 có chiều cao là 1m32. Tổng dáng em ra hạo cho mình được là 77. Cây có hoành là 18 ạ. Đế già lên. Đế già. Thì đế dưới đây còn sâu ha, về mình đông đế lên giùm em ha. Rồi mã số 6 em cũng xin giao lưu là 450 ạ. Là giá em báo này là giá em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 7 ạ. Là một phôi với Mỹ ghép 5 màu Mỹ ha cô chú anh chị. Thì cây hiện tại thì lên đủ 5 mặt hoa luôn ha. Đây. Màu Mỹ riêng ạ, màu vàng ạ, màu đỏ ha. Màu hồng. Màu hồng và màu trắng ạ. 5 màu anh chị. Cây này về thì cô chú anh chị mình mà lấy bo ghép thì cũng rất là nhiều ha. Rồi cây có chiều cao là 75. Tán ngang là 75, tàn như mâm xôi luôn hả cô chú anh chị. Đế thì cũng rất là quái luôn. Rồi cây có hoành là 16 ạ. Rồi mã số 7 em cũng xin giao lưu là 400 ngàn ạ. 400 ngàn là em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Thì trong quá trình giấy vận chuyển á, thì cô chú anh chị cũng thông cảm giúp nhà vườn ha. Trong quá trình vận chuyển á, thì mình ở xa nó sẽ thể rụng bông và rụng lá. Thì mình chăm sóc lại thì nó cũng rất là mau phát triển rồi ạ. Tiếp theo mã số 8 ạ. Vẫn là một phôi với Mỹ ghép 5 màu Mỹ luôn ha. Do thời tiết trời mưa thì nó có bị rụng một số, nhưng mà nó cái dòng này nó chắc là dễ làm bông nha cô chú anh chị. Không có cần xử lý gì hết. Rồi chiều cao là 65. Tổng tán em ra được cho mình là 70. Cây có hoành là 15 ạ. Đế thì cũng rất là sạch ha cô chú anh chị. Rồi mã số 8 em xin giao lưu là 400 ngàn luôn ạ. Tiếp theo mã số 9 ạ. Cũng là một phôi với Mỹ ghép 5 màu Mỹ luôn ha. Thì em cũng bao đủ 5 màu cho mình nè. Em kiểm màu lại cô chú anh chị mình xem. Cây này thì đã có cái dáng hơi bye bye ha. Đây màu một màu cũng là tím Mỹ Rin nè ha. Màu trắng, màu hồng, màu đỏ, màu vàng đó. Màu vàng. Rồi mã số 9 ạ. Mã số 9 có chiều cao là 65. Tổng tán em ra được cho mình là 75. Thì phong tàn của nó rất là tròn ha cô chú anh chị. Cây này thì dán bài ha. Dạ dán bài. Rồi có hoành là 15 ạ. Thì cây này thì em cũng báo luôn là chỗ này nó lúc nhỏ nó bị chuột cạp á cô chú anh chị. Mà nó đã quá đáng rồi ha. Rồi mã số 9 em cũng xin giao lưu là 400k ạ. Mã số 10 cũng là một phôi với Mỹ ghép 5 màu Mỹ luôn ha. Mã số 10 tổng chiều cao là 65. Tổng tán em ra được cho mình là 70. Cây có hoành là 15 ha. Đế thì rất là sạch nha cô chú anh chị. Đây, cái cây này cái đế nó cái chi nó chảy dài dài giống như cái chân ha. Rồi mã số 10 thì em cũng xin giao lưu là 400k. Tiếp theo mã số 11 ạ. Là một cây cam lửa ha. Gốc bonsai rất là đẹp ạ. Rồi cây có chiều cao, mã số 11 cây có chiều cao là 80. Tổng tán em đo được cho mình là 75. Cây có hoành là 17 ạ.
Rồi mã số 11 em cũng xin giao lưu là 370k ạ. Tiếp theo mã số 12 ạ. Cây hồng ruby. Hồng ruby ạ. Cây này thì nó đang lên kê ha cô chú anh chị. Hoa nó vân vân rất là đẹp quý anh chị dòng này ha. Rồi mã số 12. Có chiều cao là 73. Tổng tán ngang ra được cho mình là 65. Đế thì rất là sạch nha cô chú anh chị. Cây có hoành là 16 ạ. Rồi mã số 12 em cũng xin giao lưu là 270k ạ. Giá em báo trên like là những cây em báo trên like là giá này là em bao ship tặng nhà cho mình đúng không cô chú anh chị. Mã số 13. Tiếp theo mã số 13 ạ. Cũng là một cây hồng ruby ha. Mã số 13 có chiều cao là 65. Tổng tán ngang em ra được cho mình là 73. Cây có hoành là 16 ạ. Đế nồm luôn chị. Đế thì còn sâu ha, giờ mình đun đế lên giùm em ha. Rồi mã số 13 em xin giao lưu là 270k ạ. Tiếp theo mã số 14 ạ. Là một phôi với Mỹ tông 1 cốt ghép 5 màu lửa nha cô chú anh chị. Cây thì nhà vườn đã kiếm bo thì em bao mình là đủ 5 màu ha. Cây hiện tại đang lên cây búp á cô chú anh chị. Đỏ lửa, cam lửa, trắng lửa, hồng lửa. Và một màu tím lửa nữa, chưa lên nữa cô chú anh chị. Em bao cho mình đủ 5 màu ha, tông 1 cốt. Chiều cao là hết thước là 1,5 m nha cô chú anh chị. Tổng tán ngang em ra được cho mình là 85. Cây thì có hoành là 20. Chỗ này nó có một lỗi nhẹ mà nó bỏ quá đá nha cô chú anh chị. Đây. Xanh hả? Nó xanh nó không sao hết cô chú anh chị. Thì cây này nó có cái lỗi nhẹ gì thì em cũng xin giao lưu với mình là mã số 14 là 600.000 ạ. Giá này là giá bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Tiếp theo mã số 15 ạ. Một cây Alisa cánh thái đổi màu. Cây Alisa cánh thái đổi màu ha. Rồi mã số 15 có tổng chiều cao là 85. Tổng tán ngang em ra được cho mình là 80. Nguyên một chùm hoa rất là đẹp ạ. Cây có hoành là 13 ha. Rồi mã số 15 em cũng xin giao lưu là 270k ạ. Tiếp theo mã số 16 ạ. Cây tím tiết siêu bông. Cây tím tiết siêu bông. Cây đang lên búp hả cô chú anh chị. Hoa tím tiết thì cô chú anh chị cũng đã biết rồi. Rất là siêu bông luôn. Này nó tầm khoảng 5 ngày nữa là nó nở bích. Bích tàn luôn cô chú anh chị. Rồi mã số 16 có chiều cao là 1,05 m. Tổng tán ngang ra được cho mình là 73. Đế thì rất là sạch nha cô chú anh chị. Cây có hoành là 14 ạ. Rồi mã số 16 em cũng xin giao lưu là 270k ạ. Mã số 17. Tiếp theo mã số 17 ạ. Cây ngũ sắc trăm mỏi của anh chị. Là một cây ngũ sắc trăm mỏi ạ. Hoa hôm hả cô chú anh chị. Cây này cây lớn hơn cô chú anh chị. Rồi mã số 17 có tổng chiều cao là 85. Tổng tán ngang em đo được cho mình là 1,15 m.
gốc rừng ha. Gốc rừng, gốc cho mỗi rừng ạ. Em đo tổng cái cụm là 46 ạ. Ở dưới đây thì cái cát nu là cô chú anh chị xem em chưa có môi ha, về mình môi luôn. Nghe giùm em ha. Rồi em đo hảo cái thân bên đây ha. Thân bên đây là 21 ạ. Đây. Trên đây là ngũ sắc năm màu nhưng mà hai màu anh chị, một cái màu đỏ nhật và một cái màu tím đỏ. Lên nu hết trơn ha cô chú anh chị. Rồi mã số 17 em cũng xin giao lưu là 900k. Giá này là giá em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Cái phom tàn rất là to anh chị, rất là nặng nha. Theo mã số 18 ạ. À. Cây nho thân gỗ anh chị. Cây nho thân gỗ. Này là tứ quý nha cô chú anh chị, loại tứ quý nha cô chú anh chị. Cây thì nó đang nằm một lên bông đó cô chú anh chị. Và mã số 18 có chiều cao là 1m35. Tổng tới em đo hạo gì cho mình là 72. Cây thì có hoành là chính đó cô chú anh chị. Đây, trong này nó lên đang lên bông màu quý anh chị. Rồi mã số 18 em xin giao lưu là 1.400.000 ạ. 1.400.000 là em bao ship toàn quốc cho mình luôn ạ. À. Cây này già cây nha quý anh chị. Đã có tờ trái rất là sai nha. Tiếp theo mã số 19 ạ. À. Cây này thì nó đang lên bông nhiều luôn nè cô chú anh chị. Và mã số 19 có chiều cao là 1m22. Tổng tháng em đo hạn như vậy cho mình là 80. Cây có hoành thì cũng cỡ 9-10 đó cô chú anh chị. Cây là 9 đó cô chú anh chị. Đây, nó đang lên bông mà cô chú anh chị thấy nè. Những cái bông mà dần nữa này nó sẽ đâm ra trái. Ở trên con trái rồi. Cây thì rất là già cây luôn ạ. Tại nên nó đang gần mới rớt, nó ra bông mới đó cô chú anh chị. Cái này là nói chung là dòng này là nó trái quanh năm đó cô chú anh chị. Rồi mã số 19 em xin giao lưu là 1.400.000 luôn ạ. Tiếp theo. Tiếp theo là mã số 20 ạ. Cây này thì có cho trái chín rồi. Rồi mã số 20 cũng là một cây nho thân gỗ luôn ạ. Đây là quý anh chị, trái chín rồi ha. À, trái của nó là quanh năm đó nghe cô chú anh chị, nó viền ngoài đó cô chú anh chị. Rồi mã số 20 có chiều cao là 1m15. Không tới nghe em ra hạo cho mình là 82. Trong này trái rất là sai nha quý anh chị em. Cây có hoành là chín ha. Đây mình thích hợp về trồng sân vườn ha. Thì đây trái nó đang lên đây, nó gần chín đây thì bông nó sẽ ra bông khác đó nghe là cô chú anh chị. Là trái nó mọc từ trong thân ha, bông nó mọc từ trong thân ra rồi nó sẽ thành trái ha. Thì giờ dòng này là nó có trái quanh năm luôn chú anh chị. Rồi mã số 20 em cũng xin giao lưu là 1.400.000 ạ. Thì giá này là giá em bao ship toàn quốc thôi của chú anh chị, chứ anh chị mình ạ. À. Thì mã số 20 cũng là mã số cuối clip của nhà vườn em. Cuối clip em chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước và rất mong được sự ủng hộ trong clip này ạ. À. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau ha. Và em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị ạ. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian xem clip ha, lựa chọn những cây ưng ý nha. Pháp Thái Vy chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị vào clip tiếp theo nha.